Xin chào các bạn, tôi béo Choi Won Seok. 네, 여러분 안녕하세요. 저 배우 최원석입니다. 여러분 잘 지냈어요? 어? 원하는 대뉴스는요. 잘 지냈어요? 아하. Cái này ý nghĩa là có khỏe không? Có khỏe không? Thôi ơi, có khỏe không? Ok. Cái này thời nối lại nhá. 잘 지냈어요? Các bạn đọc theo thời đi. 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? Ok. 자, khi các bạn nhìn nói chuyện với người Hàn. Ok. Ví dụ các bạn mà gặp thời rồi. Đừng nên chào hỏi trước trước. 어, 선생님 안녕하세요. 안녕하세요. 뭐 xin chào thầy. Sau đó các bạn không biết nói tiếp tục nói như thế nào đúng không nào? Thế nên lúc đó các bạn nói là 아, 선생님 잘 지냈어요? 저요 khỏe không? Ok. Các bạn cứ học thuộc đi. Cứ giống như kiểu một bộ. Sau khi chào hỏi rồi, sau đó hỏi tiếp khỏe không? Kiểu như thế. 자, lại nhé. Thời cho các bạn một cái tình huống nhé. 자, các bạn gặp thầy rồi. Thế nên 선생님 안녕하세요. Sau đó cứ hỏi tiếp đi. 선생님 잘 지냈어요? khỏe không ạ? Ok, hiểu chưa? 자, đáp lại nhé. Khỏe không? 잘 지냈어요? 선생님 잘 지냈어요? Thế thì chúng ta phải trả lời như thế nào nhỉ? Vâng, em khỏe, thấy khỏe ạ. À. Thì nói thế nào? 네, 잘 지냈어요. 네, 잘 지냈어요. Hay là không khỏe thì nói thế nào? 아니요, 잘 못 지냈어요. 아니요, 잘 못 지냈어요. Thế cuối cùng, nếu mà mà không biết mình sống tốt hay là mà không tốt, cái bình thường là gì? À đúng rồi, 보통이에요. Hay là người Hàn Quốc hay nói là 그저 그래요. Ok, các bạn hiểu chưa? Các bạn không cần biết đâu, không cần biết cách viết như thế nào, không cần mà biết mà khi nào sử dụng mà cái này mà phát âm như thế nào, không cần biết đâu. Nhá, cứ bắt chước thôi đi. 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? 괜 컴아. Ok, từ bây giờ nhá, các bạn khi nào gặp người Hàn ấy cứ nói như kiểu combo đi. 어, 선생님 안녕하세요. 저도 노하우 띠업. 어, 잘 지냈어요? 키나 갑반 쿤테. 어, 민수야 안녕. 잘 지냈어? 오케이. 썸니 기어 못가이 꿈보 루언냐? 오케이. 퀘컴 잘 지냈어요? 오케이. 갑반 히어츠? 자, 무척에 좀 따다 합시냐? 더 다자이틱 뭔가이 응급합 썰라 띠어추론. 어, 키 누이천바잉의 한 눈컴나. 갑반 열라이냐? Khi thì, 을 때, 위, 낸, 뭐, 아워서, 그러니까, 어, 네오 thì, 뭐, 으면, 그러니까, 닝, 뭐, 지만, 뭐, 그런데, 오케이. Các bạn ấy, lúc nào cũng phải nhớ 4 cái ngữ pháp nhé. Ờ, từ đầu khóa đến cuối khóa nhé. Chúng ta cứ luôn luôn áp dụng 4 cái ngữ pháp nhé. Thế nên, các bạn phải luyện tập kỹ đi. Mình hàng ngày luyện tập sử dụng 4 cái ngữ pháp nhé. Ok. Dạ, hôm nay thầy cũng đã chuẩn bị một cái ngữ pháp mới người Hàn Quốc hay sử dụng trong sinh hoạt, người Hàn Quốc hay sử dụng khi nói chuyện với người khác. Ok, các bạn chuẩn bị học chưa? Ok, bắt đầu học nhé. Ok, hôm nay chúng ta sẽ học về hai cái ngữ pháp nhé. Đầu tiên là và, với cả với nhé. Ok, các bạn chuẩn bị chưa? Đầu tiên chúng ta xem ngữ pháp và trước nhé, và. Nhưng mà hôm nay nhé, thì cấu trúc và là không phải là động từ tính từ và động từ tính từ. Hôm nay chúng ta sẽ học về danh từ và danh từ. Danh từ và danh từ. Các bạn nhớ nhé. Ok, theo tiếng Hàn ý, cái ngữ pháp và mình có thể biểu hiện 3 cách cấu trúc được. Đầu tiên là 하고, thứ hai là 과와, hay là 랑이랑. Ok, 3 cái cấu trúc này tất cả đều cùng nghĩa danh từ và danh từ. Ok. Các bạn đã học rồi á, đúng không nào? Cái này nội dung trong sách nào nhỉ? Khóa học nào, khóa trình nào nhỉ? À đúng rồi, cái nội dung này trong sách 1, sắp có 1, đúng không? Thế nên các con đã học rồi, rất là dễ đúng không nào? Ừ thế, cái này em đã học rồi, danh từ và danh từ 하고, 과와, 랑이랑, em đã học rồi. Đúng rồi, các bạn ấy đã học ngữ pháp này rồi,
bởi vì ngữ pháp này trong quá trình xác con một thôi. Nhưng mà các bạn chỉ biết ngữ pháp thôi chứ không biết người Hàn Quốc sử dụng cấu trúc này như thế nào. Ồ, cái này ý nghĩa là gì nhỉ? Các bạn chỉ biết danh từ và danh từ là 하고, 과, 와, 랑, 이랑 thôi chứ không biết người Hàn Quốc ấy khi nào sử dụng 하고 thì ý cảm giác thế nào, khi nào 과, 와 nhỉ? Khi nào sử dụng 랑, 이랑 nhỉ? Các bạn chưa biết cái này. Thế nên thời bây giờ dạy cách sử dụng cấu trúc này như thế nào nhé? Bởi vì lớp của mình là lớp giao tiếp mà, không phải học ngữ pháp mà bình thường đâu. Thế chúng ta phải biết người Hàn Quốc sử dụng cấu trúc các cấu trúc này như thế nào. Ok, thầy bây giờ từ bây giờ giải thích cho các bạn nhé. Chờ, khi người Hàn Quốc sử dụng cấu trúc này, danh từ và danh từ, người Hàn Quốc hay sử dụng cấu trúc này nhiều nhất 하고입니다. 하고, 하고. Đương nhiên vẫn có thể sử dụng 과와 랑, 이랑 cũng được, nhưng mà người Hàn Quốc hay sử dụng 하고 nhiều nhất. À, bởi vì tại sao nhỉ? Theo quan niệm của người Hàn ấy, cái cấu trúc 과와 thì cảm giác không tự nhiên, chỉ hay sử dụng trong tài liệu, trong sách thôi. Thế đương nhiên vẫn sử dụng khi giao tiếp với người khác cũng được, nhưng mà nếu mà các bạn sử dụng cấu trúc 과와 thì ý cảm giác các bạn ấy đọc sách. Ok, theo quan niệm của người Hàn là như thế. Ok, hiểu chưa? Với cả thứ hai là nếu mà các bạn sử dụng ý cấu trúc 랑 hay là 이랑 thì theo suy nghĩ của người Hàn ấy, chỉ trẻ con sử dụng cấu trúc này thôi. Trẻ con ý, 랑, 이랑 cảm giác không nghiêm túc. Thế nên một người thân nhau, thân thiết hay là hay trẻ con sử dụng nhiều ý cấu trúc này 랑, 이랑 엄마 랑 슈퍼에 갔어요 나랑 놀자 kiểu như thế. Ok, các bạn hiểu chưa? Mặc dù theo ngữ pháp thì ba cái này tất cả đều ý nghĩa giống nhau, nhưng mà lớp này là lớp giao tiếp mà, người Hàn Quốc sử dụng kiểu như thế nào nhỉ? Chúng ta phải biết cái này chứ. Chà, các bạn nhớ lại nhé, người Hàn Quốc ấy, khi nói chuyện với người khác hay sử dụng cấu trúc 하고 nhiều nhất. Với cả 과 và 와 cấu trúc này thì người Hàn Quốc hay sử dụng trong viết hay là trong sách, cảm giác đọc sách kiểu như thế. Với cả cấu trúc 랑 hay là 이랑 thì không nghiêm túc. Trẻ con hay sử dụng cấu trúc này hay là người thân thiết hay là người bạn thân và bạn bè hay là người thân thiết. Chỉ trong trường hợp này hay sử dụng 랑 이랑 chứ. Nếu mà các bạn ấy thời gian đi phỏng vấn một công ty Hàn Quốc chẳng hạn, nếu mà các bạn sử dụng cấu trúc 랑 이랑 thì cảm giác không nghiêm túc. Ok, hiểu chưa? Cái này là rất là quan trọng chứ, đúng không? Biết ngữ pháp để làm gì? Khi trực tiếp nói chuyện với người Hàn ấy, nếu mà không biết ý cách sử dụng người Hàn Quốc ấy, người Hàn Quốc cách sử dụng như thế nào thì mình cảm giác không tự nhiên hay là đến mức không lịch sự nữa. Ok, các bạn phải nhớ nhé. Ok, ngữ pháp thứ hai là với, mình đã với. Vừa nay chúng ta đã học là danh từ và danh từ đúng không nào? Cũng có ý nghĩa thứ hai là với, mình đã. Giống nhau nhỉ? 하고, 과와, 랑, 이랑. 랑, 이랑. Ok. Nhưng mà đương nhiên người Hàn Quốc cũng là hay sử dụng 하고 nhiều nhất. Lý do thì giống nhau. 과와 thì cảm giác không tự nhiên, cảm giác đọc sách. 랑, 이랑 thì không nghiêm túc. Ok, hiểu chưa? Thế ví dụ nhé, nếu mà các bạn muốn nói như thế này: tôi xem phim với bạn chẳng hạn. Với bạn thì từ bây giờ sử dụng 하고 đi. 친구하고 영화를 봤어요. Ok, hiểu chưa? Tô, 저는 đi du lịch cùng với gia đình. 그러면 가족하고 여행을 갔어요. Ok, 기억 như thế này đi. Ok, các bạn nhớ lại nhé. Ý nghĩa thứ hai là với. Nhưng mà cũng là người Hàn Quốc hay sử dụng 하고 nhiều nhất. Thế nên các bạn cũng theo người Hàn Quốc đi. Khi nói chuyện với người khác,
người Hàn ấy bằng tiếng Hàn thì các con hãy xuống cấu trúc 하고 nhiều nhất đi nhé. Ok, hiểu chưa? Chà, từ bây giờ chúng ta thử luyện tập nhé. Ok, thầy đã chuẩn bị ví dụ, câu ví dụ như thế này rồi. Các con xem này nhé. 오늘 책 하고 공책을 샀어요. 이렇게 말했습니다. 하고라고 썼어요. 아까 vừa nãy thầy nói gì nhá? Ngày hôm qua hay xuống 하고 đúng không? Thế nên các bạn cũng là hay xuống 하고 thôi đi. Ý nghĩa là gì nhỉ? 오늘 là hôm nay. Giả dịch ngược lại, 샀어요 đã mua rồi. Mua cái gì nhỉ? 공책 vở và sách 책 ạ. Ok, hiểu chưa? 하고 và là danh từ và danh từ. Chà, tiếp theo bên dưới 오늘 하고 내일은 학교에 안 가요. Cũng là 하고 danh từ và danh từ 하고 nhớ đi. 오늘 là hôm nay, 하고 là và, 내일 ngày mai. 학교에 안 가. 안 가 안 là gì nhỉ? Không. À, không đi học. Không đến trường. Hôm nay và ngày mai. Ok. Chà, tiếp theo số 3. 어제 친구하고 도서관에서 공부했어요. 자, 친구하고가 있습니다. 처음 거나 있냐? 이 하고 있냐라 쓰냐? 와야? 그럼 좀 더 드시냐? 혼과 어제 친구만 와. 어드비엔? 어드비엔? 콩 파이도? 콩 파이 와 등 콩나? 오케이. 처음 처음나 하고 있냐라 와이 치 등 콩나? 드넨 쓰냐? 혼과 tôi đã học ở thư viện với bạn kiểu như thế. Ok. Thế nói rồi mà. Ý 하고 와 qua lang ý lang có hai cái ý nghĩa. Đầu tiên là danh từ và danh từ, thứ hai là với. Nhưng mà người Hàn Quốc khi nói thì hay sử dụng 하고 nhiều nhất. Ok, các bạn hiểu chưa? Ok. Chà, chúng ta xem tiếp nhé.